một vỏ cá giờ đổ hết trơn. Nó còn con nào? Còn có nhiêu à? Chào cả nhà. Chiều nay mấy anh em mình tiếp tục vô đồng. Nay mấy anh em mình vô đồng để đi chài kiếm vàng cá ha, bắt vàng ốc thì ốc cua vàng cũng được nữa. Lên này bắt đầu cái mấy anh em mấy cậu cháu mình nướng ở trong đồng, mời cả nhà thưởng thức với anh em mình nha. Làm ẩm thật đồng luôn cả nhà ơi. Đi cục. Cái vỏ. Trời, chúng ta tính tay không bắt cướp rồi đó. Chài đầu tiên cả nhà. Giang sự khởi đầu nan. Ồ, ghê trời. Ôi, phải biết cái nghệ thuật con chả. Giang sự khởi đầu nan. Giang ngang bắt đầu nan. Gồm bạn ngang. Đọc. Đó. Thiêu quá. Bự quá. Không được nữa. Lớn lắm mà. Kỳ gì trời. Mới mở đầu. Dính con gì đen đen rồi đó. Vô rồi. Bú chắc luôn. Cái con khỉ con cá chạy bá mà bắt không được. Cái bóng tự kiếm cái bóng nè. Trời ơi, cái con khỉ mạnh chứ. Cá nó giá 300 gram luôn á. Cá bự lắm luôn. Thôi. Dạ. Đem lên mẹ đi vũ vũ. Mày đặt không à. Trời bắt lại, Tao ngậm nè cả nhà ơi. Con này cũng bự à. Ui chắc thì cá con khỉ bằng bàn tay á. Dở gì đâu vậy. Nghĩ sao dính cá gì mà bỏ chạy trời. Bóng. Cá bóng. Bóng cá. Cá này có tấm cám rồi. Mệt lên ra. Đây tôi thu cho. Ờ để tôi kiếm lại nha hả. Kiếm lại. Trời ơi. Xong mồi rồi. Quăng lại đó nữa ha nè. Ô dính tép nè. Quăng lại nghe lên. Nó chưa đi xa đâu, nó mệt rồi, nó chưa đi xa đâu. Bên này nè. Đâu? Này nghe là chú Tiểu nè. Dưới cái cây. Thì rút xích ra. Nghe là chú Tiểu đi. Ồ, cá rô phi hết hồn luôn. Để cái sộm nó gò vô mánh rồi còn để cho sẵn hả. Để cái cắm này chú Tiểu. Lụm nữa rồi, lụm nữa rồi. Hồn cá con phi, trời ơi. Nghĩ sao con cá con phi gì mà để cho chạy. Tôi tính kêu đem đi lên đi, đừng có chủ. Mới chưa kịp nói nữa là con cá con chạy theo. Cá con phi mà lớn rồi nè. Ham thì. Chuyện ngu quá thử luôn. Chuyện ngu quá. Rồi kiểu này dính ơi. Kiểu này cá rô phi không có ăn, ăn cá đầu kiến không biết có không nữa nè. Không, con cá nó chia làm ba được rồi. Gì? Con cá đầu kiến nó chia làm ba được rồi. Ờ, đúng nữa. Chú Tiểu là cái đầu. Ăn mình thôi. Cá đầu kiến ăn cái đầu ngon hết trơn. Đầu thịt nhiều. Rồi. Sao dính cái gì nữa rồi? Cá bự nè. Siêu bự luôn. Tưng. Xe. Trời ơi, con cá. Con cá đã xỉn luôn á. Để. Mới là dạy sự khởi đầu nan, ra nan cái nản liền. Nãy cái sộn nữa coi.
vô. Lên đi chút nó rửa, rửa gớt nước gì vậy. Được con. Cũng được. Hai con. Hai con. Đây đây cái gì? Không ăn. Cá thì thả đi. Đây đây thả xong đây. Đi con thả cho được, thả thả cao quá nó xỉu. Thảy ngọt vừa rớt xuống được rồi. Thảy cao quá nó xỉu. Rồi lụm 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 hàng lụm hàng. Trời ơi cá bự không ăn đi bà, cá nhỏ ăn. Có đỡ hơn sao? Có trứng luôn hả? Gì kìa? Có trứng luôn à? Không con kia không? Không phải. Lâu kiến, trứng lâu kiến. Rồi vậy là cá lâu kiến đẻ. Đứt nó đỏ hử. Được hai con cả nhà ơi. Phật ơi bỏ ngoài nữa. Hai con cũng được. Tại chục cái hai chục con được dưới dưỡng rồi. Nè thôi con bận hơn nãy nhiều. Chục cái hai chục con dưới dưỡng. Quăng lại đó tiếp lại coi. Để tôi cho. Ông quăng không có dính đâu. Để tôi kiếm đủ màu ăn đi kìa. Từ giờ ông muốn chài ông chài. Cái đâu kiếm được. Ê, có ốc rồi nè. Ôi, ôi, có bóng nè. Đâu phải? Trái còng nè. Trái bóng của nhà bá luôn. Trái còng rồi nha cả nhà. Đưa tôi chí. Review, review. Review, trời trời quá, cái này ục ra quá. Cái này trời mát thôi, cả nhà. Nắng dịu xuống cá lên, ngớt, ngớt. Vô, vô bánh nè. Cái này có lúa nữa rồi đó. Dính con bự rồi. Lâu lên cá ruột thì chắc này hai bàn tay xe. Hai bàn tay của em mua cho mày xem thì có. Sợ quá chạy ha cục. Dạ. Dây ra, căng nó chạy ra.
lấm 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 lấm. Nhanh đúng rồi, nhanh. Trời ơi. Trời, thích vô phi nữa. Rồi dính bầy nãy kìa. Ô vô 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 vô. Coi coi coi. Coi, có lửa rồi, có lửa rồi. Vô vô. Vô. Có lửa rồi, có lửa. Có lửa rồi. Ồ dữ lắm rồi, dốc trơn. Kìa kìa dốc trơn, kìa thấy nữa. Nóng luôn. Ô đi quạo vô vô vô. Nóng thật luôn. Lấp bay lấp bay. Lên đi, lên đi, đừng có vũ. Lên đi. Thôi, nữa, nữa, con gì. Goofy. Em ấy bé quá, thả đi. Vô, vô, vô. Đây, đưa vỏ đi, con. Dính được 3 con là ngầm luôn. 4 con luôn. Cẩn trọng thôi. Con này bắt không? Thả đi. Thả luôn hả? Đừng có chơi sang mấy. Chặt luôn. Chảnh lên rồi. Thả luôn. Đù. Ngày thường cái con xíu con bắt nó bơi ra, mày đặt cái này thả rồi nè. Gọi. Nè. Tôi thả không kịp luôn em đất. Cầm vỏ ra lép. Bắt tầm nhiêu, bắt tầm nhiêu. Cái này chủ yếu là tầm ngầm hả? Thả luôn. Luôn. Xuống luôn. Đây đây tôi quăng cho cái. Ai ai bắt mình đẹp không? Mày quăng. Hả? Mày sẽ quăng cái. Ok. Cũng có mồi. Nó thì hai chú. Nó giật tực tực mà. Trời ơi, có bóng luôn dính nữa. Cái nào không dính? Bóng đen. Lục được hai con ấy nè. Mày con này nướng được nè. Nè con cá trống nè. Thả, thả luôn đi. Đầu còn do. Thả luôn đi. Trời. Trời ơi. Kêu mình thả, mình thả. Mình hiền khôn. Trọng trọng. Đó là nhẹ đó nha bạn. Hồi nữa là tôi với chú Tiểu ăn, ông chỉ ngồi nhìn thôi. Cứ nhiệt tình lắm à. Đi thả luôn. Wow, siêu rồi. Con này thả luôn. Gì? Thả luôn. Thả luôn. Chơi sang luôn. Ồ, lụm ốc này hồi nướng ăn. Quắn, không đắng. Đắng. Không đắng thì nó không được ngọt đâu. Đắng thì đâu có ngọt. Đắng mà nuôi được dưới hầm cái dồ á, cả nhà nó mới ngọt. Ăn đâu ốc đắng mà tấm ớt nữa là kêu là cay đắng luôn á. Đi hả? Cay đắng ngọt bùi luôn. Ngọt rồi mới ngọt là đường, bùi là pha lan. Đủ đủ hoài luôn. Đủ hoài luôn. Rồi xong. Tiếp tục, tiếp tục. Yeah, ok. Ok. Vô 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 khai lửa. Nó nghe nè, tìm thấy cá trong sông đổ đó. Đi. Mình phóng sinh nha cả nhà. Bắt nó tội lắm nha nhà. Giờ mình phóng sinh nó nha. Gì? Phóng sinh nó. Thế biết rồi. Thả hết đi. Thank you.
gai đầm. Không, à nãy giờ ông bắt mình đi phóng sanh cái này. Lấy vỏ cho ông đừng cái vô kìa. Vỏ thương kìa, quay qua lụm. U, cái cốc. Cốc không? Vỏ thương kìa, bỏ vô. Cá đâu? Không xanh hết rồi. Ông giỡn với tôi trời. Cá đâu rồi? Không xanh hết rồi. Ú chắc thiệt trời. Bằng gì ăn rác đâu hoài, không xanh bớt đi. Còn khờ nữa, tôi nướng con này ăn ông nhịn nha. Đây đưa rách cho. Ở đi chỗ khác. Bấm nút. Đây đưa rách cho. Đi chỗ khác. Đây khách cho. Thôi khỏi đi, mình chia tay nhau sớm bến đau khổ đi. Yeah. Lép qua cầm cá không lép? Thôi nữa mày theo, mày theo chú hai mày, mày nhịn luôn đi nha. Có cá đó không? Dạ. Cá đâu hết rồi? Không cho anh rồi. Thiệt luôn? Thấy có tầm kìa không? Không cho anh hết rồi. Đây từ tầm nha, bắt lại hôm nay từ tầm. Đi cục khác. Cái đó gọi là yêu thương động vật đó. Bú thì kêu trời. Một vỏ. Một vỏ cá giờ đổ hết trơn. Đâu còn con nào. Còn có nhiêu à? Khủng ấy trời. Xong rồi về, về. Vậy về trước à, ở lại nha. Về trước à. Về nha. Về cả nhà ơi, bỏ như gồm luôn cả nhà ơi.